giờ con sẽ chuẩn bị đi ra ngoài đi ăn. Hello.
cái ngủ vậy. Rồi. Ngồi chờ chút nha, chờ người trắng về. Chờ người trắng về chung luôn. Rồi vô hai người ta đây rồi. Người trắng vô đây luôn, người trắng vô đây luôn. Vô chung luôn. Nói vô luôn, nói chung luôn. Nè, hello. Ủa rồi bây giờ chị muốn đi gần hả? Đấy. Bây giờ tự nhiên các bạn cũng chó theo không?
Thank you.
con sẽ đi tham quan thiền viện. Tham quan thiền viện. Con sẽ đi tham quan thiền viện Lâm. Thiền viện Trúc Lâm. Con nói Trúc Lâm hay Nhi Lâm? Đi bằng đi bằng. Why?
Cho nó tắm này nó vậy.